liệu cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang-sik chấm cho tuyển Việt Nam. Sau mỗi vòng đấu ở V-League 2023-2024, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm những đánh giá về các cầu thủ chuẩn bị cho đợt tập trung tuyển Việt Nam sắp tới. Sau khi ra mắt chính thức với bản hợp đồng kéo dài 2 năm, huấn luyện viên Kim Sang-sik bắt tay vào công việc tuyển quân, chuẩn bị cho hai trận. Tuyển Việt Nam gặp Philippines và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 trong tháng 6 tới. Dù tuyển Việt Nam còn rất ít cơ hội đi tiếp nhưng chắc chắn huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn cần lực lượng tốt nhất nhằm có màn ra mắt suôn sẻ. Đặc biệt ở trận tiếp Philippines trên sân nhà 6/6, những chiến binh sao vàng phải có được chiến thắng, thậm chí đặt mục tiêu thắng đậm để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Xa hơn, huấn luyện viên Kim cùng tuyển Việt Nam hướng tới sân chơi AFF Cup 2024 diễn ra vào cuối năm với mục tiêu đi tới trận chung kết. Nên màn khởi đầu thuận lợi là rất quan trọng. Sau khi có mặt tại Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik lập tức tới sân hàng đấy theo dõi trận thể công việc theo vs LPBANK Hoàng Anh Gia Lai. Ở trận này, thủ thành Bùi Tiến Dũng có màn thể hiện rất ấn tượng, góp công lớn giúp đội bóng phố núi giành chiến thắng 1-0. Ở vòng 17 V-League 2023-2024 vẫn là Bùi Tiến Dũng. Với những tình huống cứu thua và ra vào hợp lý giúp Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Sông Lam Nghệ An 1-0 trên sân nhà. Đây là trận bất bại thứ 8 liên tiếp Hoàng Anh Gia Lai. So với Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Philip, Bùi Tiến Dũng không được đánh giá cao bằng, nhưng nếu người hùng Thường Châu tiếp tục thể hiện tốt như những vòng đấu vừa qua, việc anh được triệu tập lên tuyển Việt Nam cũng không phải là bất ngờ. Trên sân hàng đầy tối mùng 9 tháng 5, quả bóng vàng Việt Nam 2023 Nguyễn Hoàng Đức tỏa sáng với một bàn thắng cùng nhiều đường chuyền đẹp mắt, góp công vào chiến thắng 2-0 của thể công Việt theo trước Hà Nội FC. Hoàng Đức ghi điểm mạnh với huấn luyện viên Kim Sang-sik và gần như chắc chắn có suất lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới. Một cầu thủ khác là Tiến Anh cũng có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0, cùng lối chơi lên công về thủ rất hiệu quả. Huấn luyện viên Đức Thắng dành những lời khen ngợi tới học trò, cậu ấy ngày càng hoàn thiện và khác hẳn so với trước đây. Trên sân Thiên Trường, huấn luyện viên Kim dự khán trận đấu giữa Nam Định vs Bình Dương. Đội bóng Thành Nam giành chiến thắng 3-1 nhờ hat-trick của Rafaelson, qua đó tiến gần đến chức vô địch V-League mùa này. Khi bỏ xa đội đứng thứ hai bảng xếp hạng đến 8 điểm sau 17 vòng đấu. Sau trận đấu, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tiến cử 4 cầu thủ cho huấn luyện viên Kim Sang-sik với huấn luyện viên mới. Tôi mong Nam Định có nhiều cầu thủ được gọi lên tuyển Việt Nam hơn đợt tập trung trước. Nếu có thể, tôi giới thiệu với ông Kim Sang-sik 4 cầu thủ đang duy trì phong độ rất cao là Nguyễn Văn Toàn, Tô Văn Vũ, Trần Văn Đạt và Trần Văn Công. Đích thân huấn luyện viên Kim cũng xuống sân động viên Văn Toàn. Tiền đạo người Hải Dương khó có thể nằm ngoài danh sách tập trung tuyển Việt Nam sắp tới. Ngoài ra, huấn luyện viên 48 tuổi cũng hỏi thăm sức khỏe của tiền linh của câu lạc bộ Bình Dương. Động thái này cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng đã có kế hoạch sử dụng chân sút sinh năm 1997.